Xin chào tất cả các bạn đã xem video của tôi ngày hôm nay. Thì hôm nay tôi sẽ nói về cái dòng sản phẩm trà thảo mộc của Sibri. Thì hiện tại trên tay tôi đó là dòng trà thảo mộc hoàn toàn từ thiên nhiên N6. Thì cái này nó hỗ trợ chức năng gan nha. Cái tất cả các cái dòng trà thảo mộc của Sibri thì nó có cái công thức độc quyền được làm từ các cái loại thảo mộc của Sibri quý hiếm nhất, nhưng những loại thảo mộc được hái ở cái vùng Baikal và hòn đảo Tân Cai lớn của cái hồ Baikal đó. Thì cái hồ Baikal này nó nằm trong cái vùng đất Sibri, theo như mình được biết á, là ở đây á, là một cái vùng đất mà có không khí sạch nè, nước sạch nè, và nói chung là không có tác động của con người, đất sạch, nước sạch và không khí sạch. Tại vì nhiệt độ ở này rất là khắc nghiệt, mùa đông thì âm 30-40 độ gì đó, mà mùa hè cũng vậy, nhiệt độ cũng cao từ khoảng 30-40 độ, nên là thời tiết rất là khắc nghiệt, nên là kể cả động vật cũng không có khả năng sống ở trong cái khu rừng này. Chỉ có thực vật, những cái thực vật nào mà nó có cái sức sống mãnh liệt nó mới có thể sống được trong cái vùng đất này thôi. Thì hôm nay thì các bạn cũng biết là cái lá gan khỏe mạnh là một trong những cái yếu tố chính để giúp duy trì sự sống của con người, là cái lá gan mình nó rất là quan trọng ha. Thì mình sẽ nói sơ về cái dòng sản phẩm trà này. Vì cái thành phần á, là có sự kết hợp giữa cây băng Âu và cây tầm xuân và cây bồ công anh của Mông Cổ. Nó ba cái loại thực vật này thì nó giúp bảo vệ các cái tế bào gan khỏi những cái hoạt động căng thẳng và tổn thương hàng ngày, như môi trường bị ô nhiễm nè, hoặc là không khí độc hại nè, và hiện tượng viêm gì hay viêm nhiễm nhiễm trùng á, nói chung là nhiễm trùng đó, là nó góp phần phục hồi các cái tế bào gan, phục hồi và thanh lọc gan nè, phục hồi gan nhanh hơn nè. Và trong đó có thành phần cây rau ngô, cây rau đáng của vùng Sibri, giúp tối ưu hóa việc sản sinh mật và gan. Có cúc dại và lá bạc hà. Trong cái cúc dại và lá bạc hà này nó sẽ giúp điều hòa tiết mật vừa đủ, và ngăn ngừa có cái ống dẫn ngăn ngừa có co thét ống dẫn mật. và trong này nó có thêm cái thành phần hoa cúc trường sinh và hoa cúc ngải vàng, nó làm trung hòa thành phần hóa học trong đó trong mật, nhờ đó ngăn ngừa sự hình thành sỏi mật. Thường là ta thường nghe bị suy gan thì sẽ dẫn đến cái trường hợp là suy thận, nên là lá gan của chúng ta rất là quan trọng.